con này mình đăng ký rồi, giờ mình kiểm tra là nó còn bao nhiêu đô. Rồi còn có 2 credit rồi các bạn. Dạo này admin thiếu tiền đóng tiền điện hay sao, cho mỗi tài khoản mới chỉ có 5 credit thôi nha các bạn. Rồi mình trở lại cái tool. Alo, xin chào các bạn. Mình đang có cái con 6S Lut, iPhone 6S Lut bị khóa kích hoạt cho chủ sở hữu. Thì giờ mình ghim vô máy tính á, mình coi thử số email, số series nó còn nha các bạn. Thì cái con này là 6S Lut thôi, iOS 15.7.3. Nhớ là số series, số email gốc vẫn còn nha. Thì cách về số series gốc á, thì trên kênh mình cũng có làm một video á, thì các bạn có thời gian các bạn xem. Thì hôm nay mình tiếp tục làm cái tool iPhone Remedy. iPhone Remedy này mình mở cái tool lên, rồi mình mở cái Device Manager lên để mình kiểm tra driver nha. Thì các bạn chưa cài driver thì các bạn lên kênh xem video cài driver. Thì hello thì đầu tiên mình phải là backup cái file hello, không cần đổi số series nha các bạn. Hiện tại thì không cần đổi số series nè. Rồi nếu mà nó chưa có hiện cái ô General RT á, thì mình rút cái máy ra mình ghim vô lại. Thì cái ô mà nó cho mình backup á, backup cái file hello á, nó sẽ sáng lên ha. Rồi đầy đủ nè. Rồi các bạn bấm vô get cái file hello. Thì cứ màn hình hello là mình ghim vô máy tính là mình get trước các bạn, rồi là muốn làm gì làm. Rồi nó get thành công mà mình kiểm tra coi nó có file RT với lại file đăng nhập iCloud á. Là mình đi đăng ký cái mã sheet á, mình chạy ha. Rồi mở lại trở lại cái tool nè. Nhớ là không đăng ký cái mã sheet á, các bạn nhớ là không có copy mã sheet trong cái chế độ thường nha. Nhớ là không có copy mã sheet order, cái mã sheet mà copy trên cái tình trạng cái máy là chế độ bình thường á, là nó đăng ký thành công mà không có chạy được nha các bạn. Thì các bạn coi cái máy là cái mã gì. Thì con này là 8.2 thì mình coi này là 8.2 nè, N66 map gì nè các bạn. Rồi các bạn tải cái file chạy RAM disk offline giờ. Rồi mình tải về thì mình bỏ ở đâu á. Các bạn nhớ tải đúng chính xác nha. Còn các bạn nào ổ cứng máy tính nhiều thì mình tải hết cái data offline về luôn cũng được. Rồi bỏ trong cái data nè. Data RAM disk nhớ là không có dạ nén nha, tuyệt đối là không có dạ nén nha các bạn. Để cứ chạy bình thường, chạy được cần gì dạ nén. Rồi cách đăng ký exit á, thì mình cũng có làm một video á. Thì hôm nay mình nói hôm nay dễ hiểu cho các bạn lại ha. Giờ mình bấm vô Rigetti exit nè, là link vô cái Telegram của cái group iBoy á. Nhưng mà mình muốn copy mã exit chính xác á, thì mình đưa cái máy về recovery trước. Đưa máy về recovery á, thì cái mã exit trên cái tool đó thì nó mới chính xác hơn là cái mã exit ở chế độ thường nha các bạn. Rồi vô recovery thành công nè. Rồi mình trở lại cái tool. Đó, cái mã exit là cái mã exit các bạn thấy nó sẽ khác như nãy nếu các bạn để ý nha. Thì cái mã này mình đã đăng ký rồi thì nó hiện cái dòng chữ xanh. Rồi các bạn nhớ copy nè, copy exit trên tool nè. Rồi vô Rigetti exit. Rồi đã liên qua cái Telegram á. Rồi các bạn cài Telegram trên máy tính mình á. Rồi các bạn mở lên. Thì thường thường á, một tài khoản mới á, là mình kiếm để mình kiếm cái chỗ mà đây nè, iPhone chatbot nè, iPhone boot nè, vô này là đăng ký nè. Đầu tiên tài khoản mới là mình bấm start nè. Rồi chờ 5 giây nó sẽ cho mình một tạo mình một cái tài khoản, nhập account là nó có 5 đô nha, nó có 5 credit. Rồi các bạn muốn đăng ký thì gõ chữ exit, sẹt dán cái mã exit của mình vô là mình đăng ký thành công thôi. Con này mình đăng ký rồi. Giờ mình kiểm tra lại nó còn bao nhiêu đô. Rồi còn có 2 credit rồi các bạn. Dạo này admin thiếu tiền đóng tiền điện hay sao, cho mỗi tài khoản mới chỉ có 5 credit thôi nha các bạn. Rồi mình trở lại cái tool. Rồi giờ mình vô chế độ bonus cutter ha. Bonus cutter thì để mình boost credit nó. Bonus cutter thì trên kênh mình có làm video chi tiết á, các bạn rảnh thì xem cho nó vô cho nó kỹ nha. Nhớ là 6S Lut không có vô iBoarder nha. iBoarder là mình không có xài. Rồi mình vô chế độ để bù nó một cái, chờ vô để bù thành công á thì mình vô cái bonus cutter rồi mình boost credit thôi. Rồi vô để bù thành công nè, để mình kéo xuống rồi mình vô cái bonus cutter, vô cái cách là một phát ăn ngay nha các bạn. Hướng dẫn các bạn vô cái cách này khá là đơn giản ha. Rồi mở cái gedit lên,
Rồi mình mở cái thư mục Wallet Gator, nó có cái file path nè, các bạn mở lên. Để mình để cho mấy cái tab này nó gần nhau cho các bạn dễ quan sát. Rồi mở đi qua Manager lên. Rồi cái file path á, file path mình enter nè. Ồ, nó còn kẹt cái list OK lúc trước mình làm những cái con máy khác á các bạn, để mình gỡ nha. Thường thường các bạn ghim vô DFU máy tính á, nó phải nhận là USB driver nha. Rồi nhận đầy đủ nè, USB driver đó nó mới đúng nè. Rồi trên cái file CMD của cái file path á, mình bấm enter là nó báo là đang đợi cái list UK nè các bạn. Giờ mình dùng cái dây đít á, mình đưa về cái list UK cho nó nha, các bạn nhớ chọn chính xác nha. Rồi repair driver nè. Rồi là nó sẽ chuyển về cái list UK. Thì cái lệnh CMD trên cái màn hình các bạn thấy CMD hôm đó nó sẽ chạy nha, nó chạy về Gator nha. Rồi list UK nó có nè. Rồi các bạn coi thử là nó về Gator chưa. Rồi ngon lành luôn các bạn, ngon lành nè. Đó, cái này là các bạn chỉ cần vào như mình chính xác là vô Gator thành công à. Rồi giờ mình muốn cái tool nó boot em đít được á, nó nhận driver á, thì mình phải chuyển xuống cái USB driver cho nó nha. Thường thường thì mình gỡ luôn. Còn máy tính các bạn nhiều lúc mỗi máy tính mỗi khác nhau các bạn. Nói chung là không phải hiểu máy tính nào cũng như máy tính nào ha. Máy tính mình thì mình muốn chạy ổn định thì mình gỡ luôn, không có update driver, mình gỡ driver list OK luôn. Bây giờ nó sẽ có lại driver USB nè. Giờ mình boot ram disk. Rồi driver nhận đầy đủ. Đó, Gator là Gator trên tool, các bạn thấy không, Gator không? Nhớ rằng iOS 15 thì mình boot ram disk luôn, không có tích vô cái ô iOS 16 nha. Rồi boot ram disk, rồi mình đợi cái tool đó nó chạy. Thì cái iPhone của mình nó hiện cái logo Pentaboy á, thì nó báo là boot ram disk thành công. Rồi mình SSH nó cái, rồi mình add đi hello thôi. Cái này thì nói chung là iPhone thì hiện tại thì tài khoản mới nó chỉ cho mình 5 credit thôi các bạn. Chắc admin dạo này thiếu tiền điện, tiền nước hay gì á thì cắt bớt rồi, chứ mấy bữa là 20 credit ha các bạn ha. Thì các bạn chạy đỡ nha. Rồi chờ lên đó, nó lên logo Pentaboy kìa các bạn. Rồi các bạn đợi nó báo ram disk thành công á, mình nạp tay hello. Rồi mình nhập ID Apple á, mình tải những cái app, những cái game cần thiết á, mình xài wifi nha các bạn, không có xài sim ha. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn. Stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Smile until I look away. But I've known you too.